Bốn đồ vật để trong ví, trời bắt phải giàu, tiền vàng un un kéo đến, tiêu mãi không hết. Quý vị thân mến, bạn đã bao giờ tự hỏi liệu chiếc ví da của mình có thể là báu vật mang lại may mắn và tài lộc chưa? Theo quan niệm phong thủy học, ví tiền là một trong những vật dụng quan trọng có tầm ảnh hưởng lớn đến tài lộc, vận mệnh cũng như con đường công danh sự nghiệp của chủ nhân. Nếu đặt những đồ vật đại kỵ thì tuyệt nhiên cuộc sống bỗng chốc nghèo hèn, nghèo mạt kiếp, làm tới đâu tiêu hết đến đó. Nhưng ngược lại, nếu đặt những đồ vật mang tính chất phong thủy tâm linh sẽ giúp gia chủ giàu sang phú quý, tiền vàng rủng rỉnh cả đời. Vậy nên đặt những đồ vật nào trong ví để đổi đời giàu sang phú quý, tiền vàng tự động kéo vào nhà? Quý vị hãy cùng lắng đọng tinh hoa đi sâu và tìm hiểu ngay sau đây. Thứ nhất, tiền các mệnh giá khác nhau. Tiền bạc, một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, không chỉ là phương tiện thanh toán mà còn mang theo ý nghĩa văn hóa, tâm linh sâu sắc. Trong xã hội hiện đại, việc sử dụng thẻ ngân hàng đã trở nên phổ biến, mang lại sự tiện lợi và linh hoạt trong giao dịch tài chính. Tuy nhiên, không ít người vẫn giữ cho mình một chiếc ví, không chỉ để lưu giữ tiền mặt mà còn để tạo điều kiện cho vận may và tài lộc tới. Theo quan niệm phong thủy, việc sở hữu một chiếc ví với các mệnh giá tiền khác nhau không chỉ là để phục vụ mục đích thanh toán mà còn mang lại sự may mắn và tài lộc cho chủ nhân của nó. Việc này được giải thích bằng cách mỗi mệnh giá tiền sẽ có một năng lượng riêng và việc sử dụng chúng một cách linh hoạt sẽ tạo ra sự cân bằng và hài hòa về mặt vật chất và tinh thần. Thực tế, việc giữ một khoản tiền mặt trong ví là vô cùng cần thiết. Trong các tình huống khẩn cấp, như khi gặp phải sự cố về tài chính hoặc khi không thể tiếp cận các điểm rút tiền, việc có một ít tiền mặt trong tay có thể giúp bạn vượt qua những khó khăn đột xuất một cách dễ dàng và nhanh chóng. Tuy nhiên, việc này không đồng nghĩa với việc bạn cần phải mang theo một khoản tiền lớn. Một khoản tiền vừa đủ để giải quyết những vấn đề cơ bản và cảm thấy an tâm là lựa chọn phù hợp nhất. Khi sắp xếp tiền mặt trong ví, bạn nên chú ý để ở các ngăn khác nhau với các mệnh giá tiền khác nhau. Điều này không chỉ giúp bạn dễ dàng phân biệt và sử dụng tiền mặt một cách hiệu quả, mà còn tạo ra sự đa dạng và phong phú trong ví của mình. Bất kể là tiền mệnh giá nào, chỉ cần có tiền trong ngăn của ví, bạn sẽ cảm thấy an tâm và tự tin hơn trong cuộc sống hàng ngày của mình. Đồng thời, việc này cũng thu hút năng lượng tích cực và may mắn tới với bạn, khiến cho kho tiền của bạn không bao giờ trống rỗng. Thứ hai, thẻ tín dụng. Thẻ tín dụng, một công cụ thanh toán hiện đại và tiện lợi, đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, đặc biệt trong bối cảnh thời đại công nghệ phát triển mạnh mẽ. Không còn xa lạ với bất kỳ ai, việc sở hữu và sử dụng thẻ tín dụng đem lại sự thuận tiện và linh hoạt trong việc thanh toán, giúp tiết kiệm thời gian và năng lượng cho những giao dịch hàng ngày. Tuy nhiên, điều này cũng đồng nghĩa với việc ít người cảm thấy cần thiết phải mang theo một lượng tiền mặt lớn trong túi, vì việc đó có thể mang lại nhiều rủi ro và rắc rối không đáng có. Mất ví là một trong những rủi ro lớn nhất mà ai cũng phải đối mặt khi mang theo một lượng tiền mặt lớn. Trong tình huống đó, không chỉ mất đi số tiền mà bạn đã kiếm được một cách vất vả, mà còn có thể gây ra những vấn đề pháp lý và tài chính phức tạp. Để tránh những rủi ro này, sở hữu một thẻ tín dụng là một lựa chọn thông minh và an toàn hơn. Thẻ tín dụng không chỉ giúp bạn tiết kiệm thời gian và công sức trong việc thanh toán mà còn bảo vệ số tiền của bạn một cách an toàn và hiệu quả. Ngoài ra, theo quan niệm phong thủy, việc mang theo một thẻ tín dụng trong túi có thể giúp gia tăng tài lộc và may mắn cho bạn. Thẻ tín dụng được xem như một phương tiện lưu trữ tiền bạc tốt nhất, mang lại sự linh hoạt và tiện lợi trong việc quản lý tài chính. Tuy nhiên, điều quan trọng là bạn không nên sử dụng quá nhiều thẻ tín dụng, vì điều này có thể dẫn tới tình trạng nợ nần và gây ra những vấn đề tài chính không mong muốn. Thay vào đó, bạn nên lọc bớt những thẻ ít sử dụng và chỉ giữ lại những thẻ mà bạn thường xuyên sử dụng hàng ngày.
Trong việc sắp xếp túi ví của mình, bạn cũng nên chú ý tới việc chỉ giữ lại những thẻ tín dụng mà bạn thường xuyên sử dụng. Việc này không chỉ giúp cho túi ví của bạn trở nên gọn gàng và tiện lợi hơn, mà còn tạo ra không gian và chỗ trống để đón nhận nhiều tài lộc và may mắn hơn nữa. Hãy tránh thói quen nhét quá nhiều thứ vào túi ví của mình. Video này không chỉ làm cho túi ví phồng to và không thoải mái, mà còn có thể làm giảm đi sự thu hút của nó đối với tài lộc và may mắn. Điều quan trọng nhất là hãy cân nhắc và sử dụng thẻ tín dụng một cách thông minh và có trách nhiệm, để đảm bảo rằng bạn không chỉ có một cuộc sống tài chính ổn định mà còn thu hút được nhiều may mắn và thành công hơn trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Thứ 3. Đồng xu cổ. Trong văn hóa dân gian và quan niệm phong thủy, việc mang theo một đồng xu cổ có thể được coi là một biện pháp để gia tăng may mắn và thu hút tài lộc. Điều này không chỉ là niềm tin cá nhân mà còn được nhiều người truyền miệng và lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Những đồng tiền xu cổ, bên cạnh giá trị vật chất của chúng, còn đại diện cho nguồn tài lộc và của cải và được coi là biểu tượng của sự thịnh vượng và may mắn. Việc sở hữu và mang theo một đồng xu cổ không chỉ đơn thuần là về mặt tâm linh mà còn được coi là biện pháp phong thủy hữu ích. Đồng xu cổ được xem là vật phẩm mang lại năng lượng to lớn và có khả năng thu hút tài khí tích cực. Trong truyền thống phong thủy, người ta thường xuyên khuyến khích sâu chuỗi 3 đồng tiền trên một dải ri băng màu đỏ và đặt vào ngăn của ví. Điều này được coi là cách kích hoạt và tăng cường sức mạnh của đồng xu cổ, từ đó tạo ra một nguồn năng lượng tích cực cho không gian của bạn. Cát khí của đồng xu cổ khi để trong ví của bạn không chỉ giúp gia tăng tài lộc mà còn mang lại nhiều may mắn về nhiều mặt cuộc sống. Theo quan niệm phong thủy, việc này có thể đem lại sự thành công trong công việc và sự nghiệp, giúp giải trừ tai họa và khắc phục những khó khăn, thách thức trong cuộc sống hàng ngày. Ngoài ra, đồng xu cổ cũng được xem là một biểu tượng phong thủy có khả năng đuổi đi những thế lực tiêu cực như tiểu nhân và gian xảo, từ đó mang lại sự bình an và ổn định cho gia đình và người sử dụng. Do đó, việc mang theo một đồng xu cổ không chỉ là một biện pháp tâm linh mà còn là một biện pháp phong thủy có thể mang lại nhiều lợi ích và may mắn cho người sử dụng. Tuy nhiên, quan trọng nhất là niềm tin và lòng thành của bạn đối với việc này, bởi vì niềm tin và lòng thành mới là yếu tố quan trọng nhất trong việc kích hoạt và tận dụng sức mạnh của đồng xu cổ để thu hút tài lộc và may mắn trong cuộc sống. Thứ tư, bùa may mắn. Trong văn hóa và tín ngưỡng của nhiều dân tộc trên thế giới, việc sử dụng bùa may mắn là một phương tiện để thu hút tài lộc, may mắn và bảo vệ sức khỏe và an toàn cho người sử dụng. Đặc biệt, vào đầu năm mới, nhiều người thường tìm tới các chùa miếu để xin bùa may mắn, bình an và sức khỏe để bắt đầu một năm mới tràn đầy niềm vui và thành công. Sau khi nhận được bùa từ chùa, việc lưu giữ nó trong ví của mình không chỉ là một biện pháp để tôn trọng và bảo vệ nguồn năng lượng, mà còn là một cách để kích hoạt và sử dụng hiệu quả sức mạnh của bùa. Chiếc bùa may mắn mang lại cho người sử dụng nhiều lợi ích và phúc lợi không ngờ. Đầu tiên, nó có thể giúp bạn thu hút vận may bất ngờ từ những sự kiện và cơ hội không mong đợi. Những điều may mắn và thành công đến với bạn có thể không chỉ là do nỗ lực và công sức của bạn mà còn nhờ vào sức mạnh của bùa may mắn. Ngoài ra, bùa cũng đóng vai trò bảo vệ tiền bạc của bạn, giúp tránh xa những rủi ro và rắc rối có thể xảy đến trong cuộc sống hàng ngày. Bằng cách này, việc lưu giữ bùa trong ví không chỉ mang lại sự bảo vệ vật chất mà còn tạo ra một lớp lướt sóng tài lộc và may mắn xung quanh bạn. Bên cạnh việc thu hút vận may và bảo vệ tiền bạc, bùa may mắn cũng được coi là một biện pháp để đảm bảo sự an toàn và bình yên cho người sử dụng. Trong một thế giới nhiều khó khăn và thách thức, việc có một lớp bảo vệ tâm linh có thể là yếu tố quan trọng trong việc duy trì sự bình an và ổn định cho tâm hồn và tinh thần. Bùa may mắn có thể giúp giảm bớt căng thẳng và lo lắng, đem lại sự yên bình và niềm tin cho cuộc sống của người sử dụng. Thưa quý vị, nếu bạn đang tìm kiếm bảo gì trong ví để may mắn theo mệnh của mình nhằm mục đích gia tăng tài lộc, thu hút tiền tài thì có thể tham khảo ý kiến ngay sau đây. Ví của người mệnh kim
nên bỏ chút đất. Người mệnh kim là những người tuổi Giáp Ngọ 1954, Ất Mùi 1955, Nhâm Dần 1962, Quý Mão 1963, Canh Tuất 1970, Tân Hợi 1971, Giáp Tý 1984, Ất Sửu 1985, Nhân Thân 1992, Quý Dậu 1993, Canh Thìn 2000, Tân Tỵ 2001, Giáp Ngọ 2014, Ất Mùi 2015. Theo thuyết ngũ hành, thổ sinh kim, những ai thuộc mệnh kim chọn các vật dụng thuộc hành thổ. Ví dụ như có thể bỏ đất vào ví tiền giúp gia tăng thêm nhiều may mắn và tài lộc. Bạn có thể lấy một ít đất cho vào bên trong chiếc túi zip nhỏ, khóa chặt miệng túi và đặt vào trong ví, cất kỹ phía bên trong, đừng để mọi người nhìn thấy, kẻo sự tò mò sẽ khiến cho chiếc túi may mắn của bạn bị rơi ra ngoài và gặp điềm chẳng lành nhé. Để biết người mệnh kim hợp ví màu gì, trước hết cần biết mệnh kim hợp màu gì. Dựa vào quy luật ngũ hành tương sinh tương khắc, ta thấy mệnh kim hợp nhất với các màu vàng đậm, màu nâu và màu trắng. Vì thế, những chiếc ví màu vàng, màu nâu, màu trắng sẽ là lựa chọn tốt nhất cho bạn. Những màu này luôn đem lại sự may mắn cho chủ nhân mệnh kim. Một số chiếc ví màu xanh cũng là gam màu được ưa chuộng cho những người mệnh kim. Gam màu này mang tới sự tao nhã, thanh khiết, tươi mới cho cuộc sống. Bạn cũng có thể chọn những chiếc ví có tông màu xanh tao nhã để thay đổi, thế nhưng sẽ không được tốt như màu vàng và nâu. Nếu bạn thuộc mệnh kim thì tốt nhất nên tránh mua những chiếc ví có màu hồng, màu đỏ vì những màu này ứng với hành hỏa, mạo hỏa thì khắc kim. Ví của người mệnh mộc nên bỏ chút muối. Người mệnh mộc là những người tuổi Canh Dần 1950, Tân Mão 1951, Mậu Tuất 1958, Kỷ Hợi 1959, Nhâm Tý 1972, Quý Sửu 1973, Canh Thân 1980, Tân Dậu 1981, Mậu Thìn 1988, Kỷ Tỵ 1989, Nhâm Ngọ 2002, Quý Mùi 2003, Canh Dần 2010, Tân Mão 2011. Cách đơn giản nhất để người sở hữu mệnh mộc có thể giữ được tiền bạc cho người dùng dịnh nhất đó là dùng một tờ tiền, không cần mệnh giá quá lớn và gói phía bên trong chút ít muối trắng. Đây là lá bùa cầu tài lộc đầy ý nghĩa và hiệu quả. Các vật làm từ kim loại như đồng xu, bạc không nên cho vào ví sẽ gây khắc chế mệnh mộc nhé. Việc xác định mệnh mộc hợp màu gì hay màu nào hợp với mệnh mộc được căn cứ theo quy luật ngũ hành tương sinh tương khắc. Chọn màu tương sinh, tránh màu tương khắc. Theo đó, màu hợp mệnh mộc gồm đen, xanh dương, xanh lá cây, xanh nõn chuối. Đây là những màu thuộc hành thủy tương sinh với bản mệnh và hành mộc tương hợp với bản mệnh. Mệnh mộc hợp ví màu đen. Do thủy sinh mộc, đen lại là màu của thủy. Theo đó, đây là màu cát lợi mang tới quyền lực tối thượng và nguồn năng lượng tích cực cho chủ nhân. Mệnh mộc hợp ví màu xanh dương. Màu xanh dương là gam màu thủy, tượng trưng cho biển và trời xanh. Màu sắc này sẽ tôn lên sức mạnh trí tuệ, trung thành và kiên cường của mệnh mộc. Mệnh mộc hợp ví màu xanh lá. Đây là màu của chính bản mệnh, nó gắn liền với sức sống tươi mới và năng lượng dồi dào. Vì thế, nếu muốn khởi đầu sự nghiệp mới suôn sẻ và thành công hơn, thì bạn nên dùng ví màu xanh lá. Xét theo quy luật ngũ hành tương khắc, kim khắc mộc gây ra nhiều điều xui xẻo cho mộc. Vì thế, khi chọn ví cho người mệnh mộc, bạn nên loại bỏ màu trắng, ghi xám màu của hành kim. Bên cạnh đó là các màu vàng, nâu đất, màu của hành thổ do mộc khắc thổ. Chi tiết lý giải như sau. Vì màu trắng, bạc, ghi xám, đây là màu đặc trưng của hành kim. Kim lại khắc mộc, khiến cho mộc gặp xui xẻo, bất lợi khi hành sự. Đây là những gam màu mà mệnh mộc nên tránh khi chọn ví tiền phong thủy cho mình. Ví màu vàng, nâu đất. Chọn màu ví phong thủy cho mệnh mộc nên hạn chế hai gam màu này bởi chúng thuộc hành thổ, trong khi đó mộc khắc thổ hao tổn cát khí, khó mà đem đến may mắn hay thịnh vượng được. Nếu vẫn muốn dùng màu này thì có thể chọn loại màu sắc phối cùng nhau để giảm bớt tác động xấu. Ví của người mệnh hỏa,
nên bỏ miếng gỗ. Người mệnh hỏa là những người tuổi Mậu Tý 1948, Kỷ Sửu 1949, Bính Thân 1956, Đinh Dậu 1957, Giáp Thìn 1964, Ất Tỵ 1965, Mậu Ngọ 1978, Kỷ Mùi 1979, Bính Dần 1986, Đinh Mão 1987, Giáp Tuất 1994, Ất Hợi 1995, Mậu Tý 2008, Kỷ Sửu 2009. Theo ngũ hành, mộc sinh hỏa, vì thế người mệnh này có thể gia tăng tài vận và thu hút thêm may mắn chỉ với một miếng gỗ đặt vào ví. Chỉ nên chọn miếng gỗ nhỏ hoặc sử dụng mùn cưa, lá cây khô để thay thế đều được. Nếu có điều kiện thì có thể đầu tư loại gỗ quý hiếm và thơm hơn. Người mệnh hỏa nên sử dụng ví có các gam màu như màu đỏ, hồng, cam, tím là các màu tượng trưng cho hành hỏa. Ngoài ra, họ cũng có thể dùng ví màu xanh lá cây, màu tượng trưng cho hành mộc. Những màu sắc này của ví sẽ củng cố, làm mạnh mẽ bản mệnh của các bạn. Chúng giúp các bạn cảm thấy tự tin hơn để có thể phát huy thế mạnh của bản thân, giành được những thành quả đáng mơ ước. Theo ngũ hành, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, giữa các yếu tố có mối quan hệ tương sinh tương khắc với nhau, chúng có thể hỗ trợ hoặc làm giảm sự phát triển của nhau. Vì thế, nếu biết cách chọn ví theo màu sắc trên sẽ tạo nên sự cân bằng trong phong thủy cho người mệnh hỏa. Người mệnh hỏa không nên chọn ví có màu đen, xám đen, xanh dương bởi đây là màu sắc tương khắc với bản mệnh hỏa của chủ nhân mang ví. Ví màu đỏ thuộc hành hỏa, vì vậy nó sẽ rất tốt cho những ai thuộc mệnh này. Trong phong thủy, màu đỏ tượng trưng cho máu và lửa là biểu tượng cho sức sống mãnh liệt, sức mạnh và quyền lực. Những người sở hữu chiếc ví màu đỏ sẽ giúp mang lại nhiều may mắn, hút tiền tài, ví lúc nào cũng dùng rỉnh tiền. Ví màu nâu, đỏ nâu. Cũng như ví màu đỏ, màu này mang lại nguồn sức mạnh, năng lượng tuyệt vời cho người mệnh hỏa. Tuy nhiên, tuy được xem là màu của tài vận nhưng nó lại không giúp bạn giữ tiền tốt và không dễ tiết kiệm tiền. Do đó, nếu bạn đang có ý định tiết kiệm tiền thì nên cân nhắc lại nhé. Ví màu hồng không chỉ đơn giản mà còn thích hợp với những người phụ nữ đang tìm kiếm nửa kia của mình vì nó mang lại điềm lành cho tình yêu và các mối quan hệ. Nếu bạn chỉ tìm kiếm sự giàu có thì không nên sử dụng ví màu này. Ví màu tím và cam được xem là hai màu ví khá tương ứng cho người mệnh hỏa. So với hai màu trên thì màu tím và màu cam sẽ không hỗ trợ tốt nhất, nhưng đây cũng là hai màu giúp mang lại may mắn, tiền tài cho người sở hữu. Màu tím cũng là lựa chọn khá phù hợp với người mệnh hỏa. Màu này đại diện cho sự chung thủy lãng mạn. Tuy nhiên, vì nhiều người không chọn ví màu tím vì tính thẩm mỹ không cao và mang lại cảm giác buồn và tuyệt vọng. Màu cam tượng trưng cho sức sống tươi vui, hứng khởi, đại diện cho sự phấn đấu, nỗ lực không ngừng nghỉ. Ngoài ra, theo các nghiên cứu phong thủy, thì những vật dụng có màu này sẽ giúp cho người hỏa tăng khả năng sáng tạo, giúp đạt được hiệu quả cao trong công việc. Ngoài việc biết mệnh hỏa hợp ví màu gì thì bạn nên tìm hiểu thêm rằng thủy khắc hỏa nên người mệnh hỏa không nên sử dụng ví màu thuộc mệnh thủy, ví màu đen, xám, xanh biển sẫm. Ví dụ như ví màu đen đẹp và khá phổ biến, dễ dùng nên nhiều người vẫn thích mua chúng về. Nhưng nên nhớ nếu sử dụng sẽ dẫn tới xung khắc, làm tiết chế sự may mắn của người hành hỏa. Ngoài ra thì người mệnh hỏa cũng không nên lựa chọn ví màu vàng hay là nâu đất. Bởi hai màu này là màu tương ứng với hành thổ, màu hỏa thì dễ bị suy yếu, làm mất năng lượng sinh ra từ thổ. Một số lưu ý khác đối với bản mệnh. Tuyệt đối không để ví trống. Khi sử dụng ví, nên để tiền trong tất cả các ngăn vì điều đó mang ý nghĩa no đủ. Khi đó tiền bạc và tài lộc ngày một tăng lên. Nhất là ai dùng ví nhiều ngăn nhớ lưu ý việc này, tránh để ví trống rỗng hoặc có thể thêm tiền xu vào những ngăn trống. Có như thế bạn mới thu hút thêm tiền bạc, tài lộc cho chủ nhân. Không nên dùng ví cũ vì chúng không biết rõ năng lượng của chủ nhân cũ là tốt hay là xấu. Nó sẽ ảnh hưởng tới bạn rất rõ khi sử dụng loại ví này. Lời khuyên tốt nhất là bạn nên mua một chiếc ví mới cho mình.
nên chọn ví có hình dạng cơ bản, không nên có hình dáng quá kỳ lạ, thường là hình vuông, chữ nhật, hình bán nguyệt, bởi vì đây là các hình dáng thuộc thổ, mộc, kim. Không nên dùng ví quá lâu, tốt hơn hết là không quá 3 năm. Nếu ví bị hỏng thì nên thay ví mới ngay, nhưng không được cho đi chiếc ví cũ. Ví mang nguồn năng lượng tích cực, tránh để chúng bị ảnh hưởng bằng việc không đặt ví trên sàn nhà, đặc biệt là trên sàn nhà vệ sinh. Đồ trong ví nên sắp xếp ngăn nắp, ví chỉ để giữ tiền, không bao giờ giữ hóa đơn, biên lai thanh toán, đại diện cho sự mất mát. Có thể bạn không biết, nhưng những hóa đơn đó sẽ là nhân tố, sẽ kích thích nợ nần ngày càng tăng lên. Để ảnh trong ví cũng là điều không nên, vì hình ảnh sẽ làm nhiễu loạn trường khí, giảm sức hút tiền tài, dễ bị tiêu tốn tiền của, ảnh hưởng đến chủ nhân của chiếc ví. Ví của người mệnh thổ nên bỏ bật lửa hoặc bao diêm. Người mệnh thổ là những người tuổi Bính Tuất 1946, Đinh Hợi 1947, Canh Tý 1960, Tân Sửu 1961, Mậu Thân 1968, Kỷ Dậu 1969, Bính Thìn 1976, Đinh Tỵ 1977, Canh Ngọ 1990, Tân Mùi 1991, Mậu Dần 1998, Kỷ Mão 1999, Bính Tuất 2006, Đinh Hợi 2007. Theo ngũ hành thì hỏa sinh thổ, theo đó các bạn mệnh thổ nên chọn các vật dụng thuộc hành hỏa sẽ sinh tài lộc cho người mệnh thổ. Một trong những đồ thuộc hành hỏa đặc trưng mà bản mệnh có thể bỏ trong ví là bật lửa, bao diêm để thu hút thêm tiền tài và may mắn. Khi để bật lửa hay bao diêm trong túi, không những đường công danh phất lên như diều gặp gió mà ngay cả đường tình duyên cũng thuận lợi. Mệnh thổ hợp ví màu gì là thắc mắc chung của hầu hết những người thuộc mệnh này. Theo phong thủy, màu sắc đóng vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của con người. Việc lựa chọn màu sắc thích hợp với bản mệnh nói chung và cho người mệnh thổ nói riêng sẽ mang lại cho người đó một sức khỏe tốt, tài lộc thịnh vượng, công danh rạng rỡ, tránh được những điều rủi ro, tà khí, năng lượng xấu. Vì vậy mà mệnh thổ hay bất kỳ mệnh nào đều cần chú trọng lựa chọn màu sắc thích hợp với bản mệnh của mình. Nguyên tắc lựa chọn màu sắc nói chung và màu ví nói riêng hợp với mệnh thổ cũng dựa trên quy luật tương sinh tương khắc này của ngũ hành. Dù muốn mua những món đồ có giá trị lớn hay chọn mua một vật dụng nhỏ như ví tiền thì đều nên lựa chọn màu sắc sao cho hợp với phong thủy để mọi người đều được suôn sẻ và thuận lợi. Ví tiền là một trong những vật dụng quen thuộc và không thể thiếu với mỗi người. Nó cũng là vật phẩm phong thủy tượng trưng cho tài lộc của người sử dụng. Bạn có biết lựa chọn một chiếc ví có màu sắc hợp mệnh với mình sẽ đem lại rất nhiều may mắn và tốt đẹp không? Chọn ví màu phù hợp sẽ giúp bạn gặp được nhiều cơ hội để phát triển sự nghiệp, tiền tài dư giả, sự giàu có và thịnh vượng sẽ chảy vào ví không ngớt. Hơn nữa, khi phải đứng trước các quyết định đầu tư quan trọng, bạn sẽ có đủ tự tin để đưa ra lựa chọn sáng suốt. Chính vì vậy mà những người làm kinh doanh và đầu tư càng cần lựa chọn màu ví hợp mệnh của mình. Một chiếc ví hợp mệnh phong thủy sẽ kích hoạt và giữ lại những nguồn năng lượng tích cực, đồng thời giúp loại bỏ năng lượng xấu, tà khí, ngăn cản con đường làm giàu của người chủ. Nhờ vậy mà tài vận công danh thăng tiến ầm ầm, tiền bạc luôn đầy ắm áp. Ngược lại, nếu chọn phải những chiếc ví không hợp với bản mệnh của mình, tiền bạc, công việc đầu tư của bạn sẽ gặp nhiều trở ngại. Bạn sẽ thấy tài vận dễ hư hao, thường đưa ra những quyết định kinh doanh, chi tiêu thiếu đúng đắn, gây hao tài tốn của, hối hận về sau. Màu ví không hợp mệnh cũng khiến cho bạn thiếu tự tin, thường hay tốn tiền vào việc vô ích. Theo đó, mệnh thổ hợp với các màu tương sinh như đỏ, hồng, tím, cam, hành hỏa và trắng, xám, bạc, hành kim. Ngoài ra, màu vàng nâu, hành thổ là màu tương hợp cũng rất phù hợp với bản mệnh. Những màu sắc này của ví sẽ giúp làm củng cố, tăng sức mạnh cho bản mệnh của bạn. Chúng cũng giúp bạn thêm tự tin để phát huy thế mạnh của bản thân, giành được thành quả đáng mơ ước. Nếu vẫn còn băn khoăn khi lựa chọn màu sắc ví phù hợp với mình, bạn có thể tham khảo thêm ý nghĩa của từng màu dưới đây.
các màu đỏ, tím, hồng, cam, đây đều là những màu thuộc hành hỏa tương sinh nên rất tốt cho người mệnh thổ. Chúng tượng trưng cho sự nhiệt huyết, may mắn và sức mạnh cá tính và quyền lực. Màu vàng, nâu, đây là những màu thuộc hành thổ tương hợp cũng rất tốt cho mệnh thổ. Các màu sắc này đều tượng trưng cho nguồn năng lượng dồi dào, sự thoải mái, sâu sắc, tinh tế, mang lại cảm giác thư giãn, yên tâm. Đặc biệt, màu vàng được người phương Tây coi là màu sắc của hạnh phúc và may mắn, nên tượng trưng cho tiền tài và quyền lực. Màu xám, bạc, trắng, đây là những màu thuộc hành kim, tương sinh với hành thổ, tượng trưng cho tiền bạc nên giúp bạn có sự ổn định về tài chính. Màu sắc này phù hợp với những người làm trong lĩnh vực đầu tư vì nó giúp bạn đưa ra các quyết định sáng suốt và còn thể hiện được sự sang trọng của người dùng. Người mệnh thổ nên tránh sử dụng những chiếc ví có màu sắc tương khắc với bản mệnh. Cụ thể đó là xanh lá cây thuộc hành mộc hoặc đen xanh nước biển thuộc hành thủy. Sử dụng màu ví tương khắc sẽ tiết chế sự may mắn và ảnh hưởng xấu tới tài vận của bạn. Ví của người mệnh thủy nên bỏ thêm bạc. Người mệnh thủy là những người tuổi Ất Dậu 1945, Nhâm Thìn 1952, Quý Tỵ 1953, Bính Ngọ 1966, Đinh Mùi 1967, Giáp Dần 1974, Ất Mão 1975, Nhâm Tuất 1982, Quý Hợi 1983, Bính Tý 1996, Đinh Sửu 1997, Giáp Thân 2004, Ất Dậu 2005, Nhâm Thìn 2012, Quý Tỵ 2013. Dựa theo thuyết ngũ hành, kim sinh thủy, theo đó các bạn mệnh thủy chọn các vật dụng thuộc hành kim, đó là đồ làm từ kim loại, từ bạc cất vào ví tiền nếu muốn gặt hái được nhiều tài lộc và may mắn. Sở dĩ lại dùng bạc là bởi kim sinh thủy, khi kim là sự tượng trưng cho mặt trời sẽ mang nước từ trên xuống. Do đó, mưa được mang đến cũng đồng nghĩa với việc kim sinh ra thủy và tài vận dồi dào hơn. Một số phụ kiện làm từ kim loại hợp với mệnh thủy như dây bạc, miếng bạc, đồng xu bạc, khi được bỏ trong ví của mình, bạn sẽ thấy điều bất ngờ xảy đến. Hạn chế các vật làm từ vàng vì giá trị khá lớn để phòng trường hợp mất mát gây thiệt hại lớn. Nếu còn băn khoăn khi lựa chọn các màu sắc phù hợp với mình, bạn cũng có thể tham khảo thêm ý nghĩa của từng màu đối với chiếc ví của mình. Màu xanh dương hay đen, màu sắc thuộc hành thủy tượng trưng cho nước là dòng chảy liên tục không ngừng. Màu sắc này sẽ đem lại vận may cho chủ nhân, khiến bạn buôn may bán đắt, sự nghiệp phất lên nhanh chóng, tiền vào như nước. Nếu là người giản dị, bạn có thể chọn ví màu đen là màu sắc rất phổ biến. Màu xám, bạc, ánh kim. Màu sắc thuộc hành kim tượng trưng cho tiền bạc vì nó giúp bạn đạt được sự ổn định tài chính. Màu sắc này đặc biệt phù hợp với những người làm trong lĩnh vực đầu tư vì nó giúp bạn đưa ra những quyết định sáng suốt, thêm vào đó thể hiện được sự sang trọng của người sử dụng. Màu xanh lá cây. Màu sắc thuộc hành mộc tượng trưng cho sự sinh sôi nảy nở không ngừng. Sử dụng màu sắc này giúp bạn có những bước tiến nhanh chóng trong sự nghiệp. Người mệnh thủy nên tránh sử dụng những chiếc ví có màu sắc tương khắc với mệnh của mình, ví dụ như đỏ tím thuộc hành hỏa hoặc vàng nâu thuộc hành thổ. Chúng ta đều biết rõ, việc sử dụng những món đồ có màu sắc hợp với mệnh của mình có tác dụng phong thủy tích cực như thế nào. Riêng với việc sử dụng màu ví phù hợp, bạn sẽ gặp nhiều cơ hội để phát triển sự nghiệp, khiến cho tiền bạc chảy vào trong ví không ngớt. Khi đứng trước những quyết định đầu tư quan trọng, bạn sẽ cảm thấy tự tin và minh mẫn hơn để đưa ra sự lựa chọn sáng suốt. Những người làm trong lĩnh vực kinh doanh đầu tư càng phải lựa chọn những chiếc ví phù hợp với mệnh của mình. Ngược lại, nếu chọn những chiếc ví không hợp mệnh, việc đầu tư của bạn nhiều khi sẽ gặp phải khó khăn. Bạn có thể cảm thấy tiền bạc dễ bị thất thoát, thường đưa ra những quyết định thiếu hợp lý, gây ra tiếc nuối về sau. Màu ví không hợp mệnh cũng khiến bạn cảm thấy thiếu tự tin, thường hay tốn tiền vô ích vào những việc không đáng. Sau khi biết mệnh thủy hợp với màu gì thì bạn cũng nên biết thêm rằng màu sắc ví hợp mệnh cũng chỉ có một phần tác dụng giúp bạn tăng cường vận thế. Nếu muốn thúc đẩy tài lộc hơn nữa, bạn chỉ có thể chú ý thêm những điều sau đây. Không nên để ví tiền rỗng, trong ví luôn phải có tiền dù ít hay nhiều.
mang theo những vật dụng may mắn, đồng tiền xu cổ, tiền có mệnh giá lớn, tiền đem lại may mắn. Khi ví đã cũ thì nên bỏ đi, không nên đem cho người khác. Vậy khi sử dụng ví hợp phong thủy có những lưu ý gì? Khi sử dụng ví, muốn gặp may mắn về tiền bạc, bạn cần chú ý tới vị trí đặt ví sao cho phù hợp. Nhiều người khá tùy ý trong vấn đề này, nhưng đặt ví cũng không thể đặt bừa bãi. Nhiều người thường đặt ví trên tủ giày, trên ghế, thậm chí là bừa bãi cho một xó xỉnh nào đó trong nhà. Trên thực tế, loại hành vi này có ý nghĩa không tôn trọng kho tiền của chính bản thân khi có thể tùy ý ném nó lung tung sẽ không có lợi cho việc tích lũy của cải của bạn. Bạn cần có thái độ và hành động cư xử tốt với chiếc ví của mình nếu như muốn nhận được sự đáp trả tương tự từ chúng. Hãy luôn dành cho chúng vị trí đặc biệt để bảo quản chúng. Do đó, hãy nhớ cất ví tiền của bạn cẩn thận, ở nơi sạch sẽ và gọn gàng. Bạn có thể đặt nó trên bàn làm việc, đây là vị trí vô cùng quan trọng. Đó không chỉ dễ tìm mà còn thể hiện sự tôn trọng đối với chiếc ví. Một trong những cách giúp giữ tiền bạc và thu hút vận may tài lộc cho bạn chính là sắp xếp và giữ tiền trong ví một cách ngăn nắp, gọn gàng, không để lẫn lộn ví với những giấy tờ hóa đơn. Chính thói quen để tiền không đúng nơi đúng chỗ cũng là tác nhân dẫn tới tiền bạc bị thất thoát, ảnh hưởng tới tài lộc của gia chủ. Sau khi thay ví mới, đừng tùy tiện vứt bỏ ví cũ kẻo hao tài tốn của. Cách xử lý ví cũ không chứa tiền, bạn có thể dùng để đựng một số thẻ ngân hàng không sử dụng hoặc tiền giấy cũ và tiền xu không còn lưu hành trên thị trường, sau đó cất ví cũ đi để bảo vệ vận may của mình. Cách làm này không khiến cho tài khí bị tiêu tan. Hạn chế đem theo người, nếu không dùng nữa, hãy trực tiếp bỏ nó đi, như vậy bạn sẽ không sợ chiếc ví bị người khác được sử dụng. Ví cũ bị người khác sử dụng tương đương với việc bạn đang cho đi của cải và tiêu tán tài sản của mình. Khi mua một chiếc ví mới hoặc một chiếc ví vừa hết tiền, để tiền bạc may mắn rồng rắn kéo đến, thì bạn có thể kích hoạt may mắn về tiền bạc bằng tiền xu hoặc tiền mặt với hai cách sau. Đối với tiền xu, nếu như bạn có tiền xu, hãy dùng dây chỉ hoặc dây ruy băng có màu đỏ sâu qua 3 đồng tiền xu cổ đó rồi đặt vào ngăn ví cùng với tiền mặt. May mắn sẽ nhanh kéo đến với bạn. Đối với tiền giấy, nhiều người cho rằng đồng đô la Mỹ sẽ mang tới may mắn và thu hút tiền tài lớn hơn cho người sở hữu chúng. Và đồng tiền được sử dụng nhiều nhất là đồng 2 đô la Mỹ vì chúng có tỷ lệ gần như thấp nhất trong lưu hành tiền tệ, chỉ khoảng 10%. Vì thế, hãy đặt 1-2 tờ đô la Mỹ vào trong chiếc ví của mình và đón những tài lộc sắp tới. Kích thước của ví cũng ảnh hưởng không ít tới khả năng hút tài lộc của gia chủ. Bạn hãy chọn những chiếc ví vừa vặn thuận tiện khi sử dụng. Đối với những chiếc ví quá nhỏ sẽ gây ra những bất tiện trong quá trình thanh toán và sẽ có những ảnh hưởng tới khả năng thu hút tài lộc của chiếc ví. Khi sử dụng ví, bạn nên để tất cả các ngăn trong ví đều có tiền để tránh một số ngăn trống rỗng, bởi điều này sẽ khiến cho tài lộc dễ bị hao hụt. Dù là chiếc ví đó còn mới và vẫn có thể sử dụng được, tuy nhiên chúng ta hoàn toàn không biết được tài vận của chủ nhân trước như thế nào, tốt hay xấu. Vì vậy, hãy tự mua cho mình một chiếc ví mới theo sở thích của mình cũng như hợp với bản mệnh của mình để thu hút tài lộc may mắn. Khi sử dụng ví nên bảo quản cẩn thận, sắp xếp sạch sẽ. Nếu chiếc ví yêu thích của bạn có cũ đi thì nên mua một chiếc ví mới để thay thế, nhưng không cho đi chiếc ví cũ, bởi chiếc ví cũ mang tới tài lộc, tiền tài và sự may mắn. Khi bạn cho đi chiếc ví cũ sẽ khiến cho những điều may mắn bị giảm sút, đôi khi là đi theo chiếc ví cũ. Chúng ta luôn muốn để ảnh người thân ở bên mình, tuy nhiên hãy tìm một vị trí thích hợp thay vì để ở ví. Hình ảnh sẽ khiến cho trường khí bị nhiễu loạn, dễ bị phân tán và giảm khả năng thu hút tiền bạc và sự giàu có. Trong khi đó, những chiếc biên lai đại diện cho việc tiêu tiền luôn có năng lượng xấu bởi chúng khiến hầu bao của bạn vơi đi. Vì thế, bạn cần một chỗ khác để cất chúng, đừng để chung với tiền trong ví, chúng sẽ không tốt cho tài vận của bạn. Hãy chỉ để tiền, giấy tờ tùy thân để giữ vững vượng khí trong chiếc ví. Ngoài ra, giấc mơ liên quan đến ví tiền ứng với điển tích, tái ông thất mã có thể mang tới cả điềm lành lẫn những điều không tốt. Tuy nhiên xin chúc mừng nếu trong mơ bạn thấy có người mang ví đến cho mình, đó là điềm báo bạn sẽ được một cách bất ngờ. Giải mã giấc mơ thấy mình làm mất ví mà không biết mất từ bao giờ chứa đựng nhiều ý nghĩa.
bạn sẽ thất vọng về tình yêu và tình bạn hoặc gặp chuyện buồn với những người mà bạn yêu quý. Nó cũng có thể là một lời cảnh báo nên đề phòng bởi có người luôn rình rập để phỗng tay trên một món lợi mà đáng ra bạn được hưởng. Nếu trong mơ bạn nhặt được ví không có tiền thì đừng vội thất vọng. Hãy cảm ơn cái ví rỗng bởi nhờ nó bạn sẽ được gặp vận may. Nếu nhặt được ví đầy tiền bạn cũng đừng vội mừng. Ngược lại, đề phòng kỹ hơn là điều không bao giờ thừa bởi trong thời gian sắp tới bạn có thể bị mất thứ gì đó. Nên chuẩn bị đón nhận một món lợi nho nhỏ nếu đêm qua bạn mơ thấy mình đánh rơi ví và tìm lại được. Mơ thấy người khác mất ví là lời tiên liệu cần thiết để bạn chủ động tránh những chuyện không may đang rình rập. Mơ nhặt được ví nhưng chưa biết ở trong đó có tiền hay không là điềm báo tốt lành, bạn sẽ thu hồi được những khoản nợ của đối tác dài như địa. Dựa theo số mơ, những con số may mắn này sẽ liên quan mật thiết đến giấc mơ thấy ví tiền. Chiêm bao thấy ví tiền của mình trống rỗng, có thể chọn số 4004. Nằm mơ thấy ví tiền chung chung, 67, 99, 55, 88. Ngủ mơ thấy ăn cắp ví tiền của người khác thì số may mắn sẽ là 89, 98. Trong giấc mơ thấy nhặt được ví tiền trong nhà nên chọn số 59, 85. Nằm mộng thấy nhặt được ví tiền ở ngoài đường, con số may mắn 88, 55. Ngủ mơ nhặt được ví không có tiền, 00. Trong mộng thấy nhặt được ví tiền đầy tiền, 03, 30. Chiêm bao thấy ví rách cũ kỹ, 43, 35. Thưa quý vị, người xưa có câu, ví tiền đi liền khúc ruột. Vậy thế nào mới là cách dùng ví tiền chuẩn phong thủy? Hãy cùng các chuyên gia phong thủy lý giải về vấn đề này, giúp bạn hiểu thực sự rõ và có cách ứng dụng phù hợp. 1. Gấp tiền đút vào ví sẽ không tụ tài. Theo các chuyên gia phong thủy, điều này không đúng. Dẫu biết rằng ví tiền được sắp xếp gọn gàng, tiền để thẳng và ngăn nắp sẽ tạo ra phong thủy tốt, nhưng không có nghĩa là gấp đôi tiền rồi cho vào ví lại gây ra khó tụ tài. Có điều cách làm này sẽ khiến cho ví tiền của bạn mất diện tích và cũng không thuận tiện trong việc chi tiêu. Tốt nhất thì bạn nên để tiền thẳng và cho vào ví. Ngoài ra, cần lưu ý không được để biên lai hay hóa đơn trong ví, vật này mang tính ghi lại số tiền đã chi tiêu. Điều cứ lưu giữ lâu ngày khiến cho tiền bạc càng có xu hướng thâm hụt và hút thêm nợ nần. 2. Không kéo khóa, ví tiền khó tụ tài. Với những loại ví tiền có khóa kéo, một số người cho rằng sau khi sử dụng xong không kéo khóa thì sẽ khiến cho tài khí khó tụ lại. Điều này không hẳn đúng, bởi có tới 1/3 số người dùng loại ví này, từ những lao động phổ thông, nhân viên văn phòng tới các ông chủ, bà chủ lớn. Vậy bạn nói xem, ví tiền tụ tài hay không? 3. Ví tiền càng nhỏ càng khó hút tài lộc. Theo phong thủy ví tiền, kích thước ví tiền to hay nhỏ không ảnh hưởng tới yếu tố phong thủy. Nó chỉ phụ thuộc vào yêu cầu, mục đích và sở thích của người dùng mà thôi. Tuy nhiên, các chuyên gia phong thủy lại khá chú trọng tới kiểu dáng ví tiền. Những loại ví có hình dáng kỳ dị, dễ khiến tiền và giấy tờ trong đó bị nhầu nát, khiến tài lộc khó tụ, thậm chí còn tiêu tán. Vì thế, họ khuyên nên sử dụng các loại ví có hình dạng đơn giản càng tốt, như là hình chữ nhật, vuông, bán nguyệt, tượng trưng cho ngũ hành bản mệnh của từng người. 4. Dùng ví màu đỏ gây thâm hụt tiền bạc. Căn cứ vào ngũ hành bản mệnh từng người mà có cách chọn màu ví phù hợp. Ví dụ, người mệnh hỏa thích hợp dùng ví màu đỏ để mang lại may mắn và giàu có. Tuy nhiên, với người kỵ hỏa thì lại không tốt. Ngũ hành tương khắc khiến cho tiền bạc thâm hụt, điều này có lý về mặt phong thủy. Tương tự với những ví màu khác như đen, cam, hồng, vàng, xanh. Nếu tương sinh với ngũ hành bản mệnh, ắt sinh tài hốt lộc. Và ngược lại, nếu tương khắc sẽ không mang lại điều may mắn, khó hút tiền bạc. 5. Dùng ví càng lâu càng dễ hút tài lộc. Một số người cho rằng chỉ nên dùng ví trong khoảng 3 năm rồi thay thế ví mới, bởi vì ví cũ đã không còn mang lại nhiều may mắn, điều này cũng không hẳn. Với những chiếc ví chất lượng kém hay trung bình, 3 năm có thể đã hỏng nên người ta phải thay mới. Còn với ví tốt, càng dùng lâu thì càng dễ được lộc, miễn sao bạn luôn đảm bảo nó sạch sẽ, sáng đẹp và ngăn nắp. 6. Ví càng đắt tiền, tài lộc càng dễ tụ. Việc cho rằng ví càng đắt tiền, tài lộc càng dễ tụ là một quan điểm không hẳn là chính xác.
Thực tế, quyết định về việc chọn mua một chiếc ví tiền không chỉ phụ thuộc vào giá trị vật chất của nó, mà còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm điều kiện kinh tế và yếu tố ngũ hành của mỗi người. Trước hết, việc lựa chọn ví tiền phù hợp là một quyết định cá nhân. Không phải ai cũng có thể mua được một chiếc ví đắt tiền để cảm thấy tự tin và thành công. Thay vào đó, người ta thường chọn chiếc ví mà phản ánh phong cách cá nhân và đáp ứng được nhu cầu sử dụng hàng ngày của họ. Điều này cũng không liên quan tới tình hình kinh tế và tài chính của mỗi người. Trong một số trường hợp, việc sở hữu một chiếc ví đắt tiền có thể là điều không khả thi hoặc không hợp lý với tình hình tài chính cá nhân. Thay vào đó, họ có thể chọn mua một chiếc ví giá cả phải chăng nhưng vẫn đảm bảo chất lượng và tính thực tiễn. Bên cạnh đó, yếu tố ngũ hành cũng có thể ảnh hưởng tới quyết định mua sắm của mỗi người. Theo quan niệm phong thủy, mỗi người có một yếu tố ngũ hành riêng và việc chọn mua một chiếc ví phù hợp với yếu tố ngũ hành của mình có thể mang lại may mắn và tài lộc. Quý vị thân mến, trên đây là những mẹo phong thủy ví tiền. Hy vọng thông qua đó, bạn có thể nắm được bí quyết thu hút vận may tài lộc cho bản thân, cũng như hạn chế những lỗi sai khiến cho tiền bạc tiêu hao. Muốn biết cha mẹ đến với bạn là duyên hay là nợ? Đức Phật giảng về mối duyên nợ cha mẹ con cái ngàn năm. Quý vị thân mến, Đức Phật có dạy rằng không phải tự nhiên mà người ta đến được với nhau, chung sống và sinh con đẻ cái. Tất thảy đều là duyên nợ. Người xưa vẫn có câu nói rằng, cha mẹ sinh con, trời sinh tính. Có nhiều gia đình, bố mẹ ngay thẳng, thật thà, nhưng lại sinh con cái nghịch ngợm, rạch rời rơi xuống. Hay những gia đình bố mẹ giàu có lại sinh ra những đứa con phá gia chi tử, ăn chơi đàng điếm, có khi còn vướng vòng lao lý. Tất cả đều có thể lý giải ở hai chữ nhân quả. Tiền buôn bán kiếm được có thể là tiền bất chính, nên bằng cách này hay cách khác cũng sẽ đội nón ra đi, của thiên lại trả địa. Con cái chỉ là người dùng duyên nghiệp đó mà trả nghiệp cho bố mẹ thôi. Trên đời này, mọi trái nghịch cũng đều có nhân duyên, bởi sự đời không phải khi nào cũng thuận. Thế nào cũng có ít nhiều những cái nghịch lòng xảy ra khi đã thấy cái thuận lòng. Chỉ là thiếu duyên thì ẩn, mà đủ duyên thì hiện. Không phải mẹ nào cũng đều hy sinh mọi thứ cho con. Không phải cha nào cũng biết lo toan đầy đủ. Có mẹ bỏ con cho kiến dập vùi. Có cha đánh con đến nỗi thương vong. Con trẻ, không phải ai cũng hiếu thuận. Vẫn thấy có người dửng dưng với những lo toan vất vả của đấng sinh thành. Đứa thì thuận thảo, đứa chưa mở miệng đã thấy nhăn nhó. Bởi vậy, mọi thứ đều có nhân duyên, đều do nghiệp lực thiện ác mình đã gây tạo trong đời. Vậy nghiệp duyên giữa cha mẹ và con cái là gì? Chúng nhận bạn làm cha mẹ rốt cuộc là thiện duyên hay ác duyên? Hãy cùng lắng đọng tinh hoa, lắng nghe và chiêm nghiệm ngay sau đây, quý vị nhé. Thưa quý vị, xét về nghiệp quả nhân duyên giữa cha mẹ và con cái, bên nhà Phật cho rằng con cái đến với cha mẹ ở kiếp này là có bốn loại. Một là đến để báo ơn, hai là đến để đòi nợ, ba là đến để trả nợ, và bốn là đến để báo oán. Nếu không có nợ nhau thì không có gặp gỡ. Hãy cùng xem câu chuyện dưới đây để hiểu hơn về điều này. Ở một ngôi làng kia,
có một cặp vợ chồng nông dân. Hai vợ chồng họ mãi mới sinh được một cô con gái. Nhưng con gái của họ vừa chào đời đã có nhiều bệnh tật, thường xuyên ốm yếu. Cũng chính vì một đứa con mà con lại ốm yếu, nên hai vợ chồng họ rất yêu thương đứa con này. Đứa trẻ muốn gì được nấy. Vì để chữa bệnh cho con gái, tiền của tài sản trong nhà lần lượt ra đi. Vào năm con gái họ tròn 18 tuổi, tài sản trong nhà chỉ còn lại một con ngựa duy nhất. Một ngày, con gái họ chỉ vào con ngựa này và nói: "Con muốn ăn thịt ngựa, cha mẹ hãy làm thịt con ngựa này đi." Hai vợ chồng người nông dân nhìn con ngựa khỏe mạnh là tài sản duy nhất trong nhà, giúp làm việc đồng áng nên không nỡ lòng giết nó. Nhưng nhìn cô con gái duy nhất đang nằm trên giường thoi thóp thì trong lòng lại thấy đáng thương. Trong lúc hai người họ còn đang phân vân thì cô con gái kia nhắc lại một lần nữa: "Con đang rất muốn ăn thịt ngựa, cha mẹ không giết thịt con ngựa này đi thì con sẽ chết mất." Hai vợ chồng họ thấy con gái nói như vậy liền vô cùng luống cuống hoảng loạn, liền mang con ngựa ra giết thịt. Sau khi làm thịt con ngựa, vợ chồng họ làm món hầm cho con gái ăn. Nhưng thật không ngờ, chỉ nửa canh giờ sau khi ăn, con gái họ nằm trên giường mà chết. Hai vợ chồng người nông dân gào khóc thảm thiết. Hàng xóm láng giềng đến an ủi động viên, nhưng cũng không thể làm vơi đi nỗi đau mất con trong lòng họ. Con gái chết là một sự đả kích rất lớn đối với họ. Mặc dù họ biết rằng từ khi con gái ra đời đều mang đến vô cùng nhiều hoạn nạn, đến mức mà ngay cả tiền làm tang chôn cất cũng không còn. Nhưng vì thương con, vợ chồng họ cũng không còn thiết sống, cả ngày thẫn thờ. Thấy thương cho tình cảnh của hai vợ chồng, một người đàn ông trong làng đã tìm tới nhà họ và nói rằng: "Ở ngôi chùa phía nam của ngọn núi kia có một lão hòa thượng. Ông ấy có thể giải phá được rất nhiều chuyện ly kỳ. Hai người thử lên núi tìm gặp lão hòa thượng để hỏi về chuyện con gái của hai người xem." Thế là hai vợ chồng người nông dân này trèo đèo lội suối tìm tới gặp lão hòa thượng để thỉnh giáo. Sau khi kể hết sự tình về con gái từ khi ra đời đến lúc mất đi, người chồng cất lời hỏi: "Thưa thầy, không biết nhân duyên kiếp trước của vợ chồng con và đứa con gái này là như thế nào ạ?" Vị lão hòa thượng nghe xong không nói gì mà nhắm mắt lại ngồi thiền nửa ngày. Sau đó ông chậm rãi nói: "Ở kiếp trước, thí chủ còn nợ con của thí chủ một khoản nợ nên kiếp này phải hoàn trả. Hai người có muốn biết kỹ càng về khoản nợ này không?" Hai vợ chồng họ phủ phục trước mặt lão hòa thượng rồi nói: "Chúng con muốn biết nguyên nhân thực sự là gì, xin lão phương trượng nói chi tiết ạ." Lão hòa thượng vừa nhắm mắt lại vừa chậm chạp nói: "Ở kiếp trước, con gái của hai người là thiên kim tiểu thư của một gia đình giàu có. Vào năm thiên kim tiểu thư này 18 tuổi, cha mẹ họ cùng cô con gái của mình đi thăm người thân. Không ngờ giữa đường lại gặp một toán cướp. Thủ lĩnh của toán cướp đó chính là con ngựa nhà thí chủ ở kiếp này. Còn hai thí chủ khi đó là đám thuộc hạ của nó. Ba tên cướp này đã cướp sạch tài sản của nhà họ, giết chết cha mẹ cô gái, đánh đuổi người nhà họ. Tên thủ lĩnh còn cưỡng hiếp cô ấy. Cuối cùng, vị tiểu thư này đứng trên vách núi và thề rằng: kiếp sau, nhất định ta phải lấy đầu tên thủ lĩnh này để trả mối hận trong lòng mình." Nói xong, vị tiểu thư này nhảy xuống núi tự vẫn. Về sau, tên thủ lĩnh vì cướp bóc quá nhiều, chết bị đầu thai thành súc sinh. Còn hai thí chủ về sau có làm việc thiện nên vẫn được đầu thai làm người, nhưng phải hoàn trả khoản nợ kia. Vị tiểu thư kia chuyển sinh làm con gái của hai người chính là để đòi nợ kiếp trước. Hai vợ chồng nghe xong nửa tin nửa ngờ: "Hòa thượng, những lời ngài nói là thật sao?"
lão hòa thượng nhìn hai vợ chồng người nông dân rồi nói thêm: Thí chủ hãy nghĩ lại tất cả mọi chuyện xảy ra với bản thân và cô con gái của mình thì sẽ thấy rõ điều đó. Tất cả tài sản của thí chủ đều dùng để chữa bệnh và nuôi dưỡng con gái. Đây chính là tài sản thí chủ lấy của người ta ở kiếp trước, nay phải trả lại. Đến năm 18 tuổi, con gái thí chủ nhất định đòi giết thịt con ngựa kia. Chẳng phải ứng với lời thề kiếp trước sao? Hai vợ chồng này bấy giờ mới ngẫm nghĩ lại thì thấy quả đúng là mọi chuyện đều y như lời vị hòa thượng nói. Họ lập tức bái lại rồi thỉnh cầu: Xin phương trượng chỉ bảo cách để chúng con thoát khỏi nghiệp lực này. Lão hòa thượng trả lời: Chỉ có vứt bỏ cái ác, một lòng hành thiện, làm một người lương thiện thì mới có thể hóa giải hết được. Nếu làm việc ác thì kiếp này không trả, kiếp sau vẫn phải trả hết. Hai vợ chồng họ cung kính cảm ơn lão hòa thượng rồi ra về. Cũng từ đó, cả hai người đều một lòng hướng Phật, hành thiện tích đức để mong sám hối cho những tội ác ở kiếp trước của mình và cũng là để gieo trồng phúc báo cho kiếp sau. Vậy nên, con cái đến với cha mẹ ở kiếp này có bốn loại nghiệp duyên. Một là để báo ơn, hai là để đòi nợ, ba là để trả nợ, bốn là để báo oán. Ơn oán nghiệp lực còn phụ thuộc vào cả kiếp trước và cả những việc làm của cha mẹ kiếp này. Đừng hỏi tại sao có những gia đình bố mẹ đều tử tế, hiền lành mà sinh ra con cái lại nghịch ngợm hay cướp giật. Đừng hỏi tại sao rất nhiều những gia đình quan tham đều có con cái phá gia chi tử, ăn chơi cờ bạc, bắt bố mẹ trả nợ hết lần này tới lần khác. Đơn giản thôi, tiền tham nhũng mà quan tham kiếm được vốn không phải là tiền thực trong túi họ, nên bằng cách này hay cách khác cũng sẽ đội nón ra đi. Của thiên lại trả địa. Con cái chỉ là người dùng duyên nghiệp đó mà trả nghiệp cho bố mẹ mà thôi. Đừng hỏi tại sao những người đàn ông vốn đã từng làm khổ nhiều cô gái hoặc tính tình lăng nhăng thì thường sinh ra nhiều hơn một cô con gái. Số phận của những cô con gái đó sướng khổ thế nào phụ thuộc rất nhiều vào nghiệp lực mà bố mẹ đã tạo ra trong quá khứ. Người bố từng phũ phàng với nhiều cô gái, thì cô con gái sau này có nhiều khả năng cũng bị khổ sở vì đàn ông phũ phàng. Người bố sinh nhiều con gái, nhưng vẫn hết lòng thương yêu vợ con, sau này các con sẽ vô cùng có hiếu. Nếu ác nghiệp kiếp trước đã hết, lại được thiện nghiệp kiếp này vun dày, thì cuối đời chỉ cần ngồi hưởng hạnh phúc, gia đạo yên vui, con cái đến hồi báo hiếu. Dưới đây là bốn loại nghiệp duyên đưa con đến với cha mẹ. Thứ nhất, duyên báo ơn. Trong vũ trụ rộng lớn, có một quy luật vô cùng tinh tế và thú vị, đó chính là quy luật duyên báo ơn. Đây là một quy luật không chỉ xuất hiện trong các tôn giáo và triết học, mà còn được thể hiện rõ ràng qua cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Quy luật này đề cao sự cân bằng và liên kết tinh tế giữa các thế hệ, thể hiện sự bất biến và rồi cũng trở thành nguồn cảm hứng để mỗi người chúng ta sống một cuộc sống có ý nghĩa hơn. Trong một chuỗi những kiếp sống, chúng ta thường gặp những người đã từng chơi một vai trò quan trọng trong quá khứ của chúng ta. Những người này có thể là cha mẹ, người thầy, người bạn hay người thân yêu.
những mối quan hệ này thường chứa đựng những lời dạy bảo, sự hướng dẫn và tình cảm chân thành. Khi đến thời kỳ gặp gỡ tiếp theo, chúng ta có cơ hội trả lại và thể hiện lòng biết ơn của mình. Cái gọi là duyên phận không chỉ là một khái niệm trừu tượng, mà còn là những tình hình, sự kiện cụ thể mà chúng ta gắn kết với nhau. Nếu chúng ta từng trải qua những thời kỳ khó khăn, những khó nhằn, thử thách khắc nghiệt cùng với những người khác, thì điều này thể hiện rằng chúng ta đã chia sẻ những khoảnh khắc quý báu cùng nhau. Khi chúng ta gặp lại nhau ở thế kỷ này, chúng ta có cơ hội hoàn thiện những điều chưa thể làm trong kiếp trước. Những đứa trẻ sinh ra từ duyên phận đó thường mang trong mình những đặc điểm thú vị, là sự kết hợp của cái thông minh tinh tế và vẻ đáng yêu đầy cuốn hút. Khả năng hiểu biết, lắng nghe và đáp ứng của chúng thường là món quà quý báu của quá khứ để chúng ta tận hưởng trong tương lai. Sự hiếu thảo và sự chăm sóc từ những đứa trẻ này không chỉ là lời đáp lại mà còn là sự trao đổi tinh thần tươi mới, mang đến cho chúng ta sự biết ơn và hạnh phúc không thể nào đong đếm. Đây chính là lý do vì sao trong nhiều nền văn hóa và tôn giáo, kết thiện duyên và ơn huệ lại được coi trọng. Bởi vì khi chúng ta dành tình cảm, sự quan tâm và lòng tốt đẹp cho người khác, chúng ta đang tạo ra chuỗi những tương tác tích cực và duyên phận đáng quý. Nhưng điều quan trọng là chúng ta không nên làm điều này với mục đích đổi lấy sự trả lại, mà hãy thực hiện điều này với tình yêu và lòng biết ơn chân thành. Bởi vì ơn huệ mà bạn dành cho người khác càng lớn, tương lai phúc báo mà bạn nhận được sẽ càng đầy đặn. Thứ hai, duyên báo oán. Đời trước, bạn và con của bạn là oan gia ngõ hẹp. Đời này, con bạn sở dĩ sẽ đầu thai nhận bạn làm cha mẹ là vì nó tới để báo oán, thậm chí là báo thù bạn. Có thể bạn sẽ không tin, làm gì có chuyện trẻ con tới báo thù. Nếu bọn trẻ nhà bạn từ nhỏ đã không biết nghe lời, lớn hơn một chút, khi có chủ kiến của riêng mình lại chạy đi khắp nơi sinh chuyện thị phi, khiến tiền của bạn khánh kiệt, những đứa trẻ như vậy chính là tới báo oán. Câu chuyện sau đây sẽ cho chúng ta thấy đứa con nghịch tử, cha mẹ trả nợ, dọn rác nửa đời vẫn không hết, dạy con thế nào. Vợ chồng tôi hiếm muộn, cưới nhau mãi gần chục năm mới có tin vui. Con trai ra đời là nguồn vui vô bờ bến của cả hai vợ chồng, bù đắp cho chúng tôi quãng thời gian thiếu vắng tiếng cười trẻ thơ trước đó. Thế nhưng, càng lớn, nó càng tỏ ra một đứa trẻ ngỗ nghịch, phá phách. Bao nhiêu tiền của vợ chồng tôi chăm chỉ làm ăn và tích cóp đều đổ xuống sông xuống biển vì đứa con. Sau khi chảy chật mãi mới tốt nghiệp được phổ thông trung học, nó chưa học được nghề gì để tự nuôi sống bản thân, thì vào một ngày đẹp trời, đùng đùng về đòi cưới vợ. Vợ sắp cưới của nó bằng tuổi, con dâu tương lai của chúng tôi đã có bầu trước đó. Chuyện đến nước này thì chúng tôi dù không muốn cũng phải sớm làm đám cưới cho các con thôi. Sau khi kết hôn, con trai tôi đăng ký theo học một trường trung cấp nghề mỏ, con dâu đi làm may ở một công ty có vốn làm ăn nước ngoài. Nhưng khi cháu chuẩn bị sinh, cũng xin thôi việc nghỉ ở nhà. Cả đời nuôi con, những mong con khôn lớn, không phải để phụng dưỡng ngược lại cha mẹ, cốt chỉ mong con tự lo cho mình. Nhưng hiện tại, hai cái thân già này lại vừa phải nuôi con trai lẫn con dâu, giờ cộng thêm đứa cháu. Gần tới ngày vợ nghỉ đẻ, con trai tôi tranh thủ nghỉ hè,
xin đi làm phụ vữa, khoan cắt bê tông, dành dụm ít tiền dự trù lo cho vợ nằm ổ. Thấy con cái bắt đầu có đường hướng, vợ chồng tôi cũng mừng. Ai dè, ngựa quen đường cũ. Khi vợ mới sinh con được 5 tháng đỏ hòn, thì chồng lại quay về với thói ăn chơi đàn đúm như trước đây. Việc học hành nó bỏ bê, chỉ lo tụ tập chơi bời ngày đêm. Và rồi nó cặp bồ với một con bé hơn những 5 tuổi, hiện làm mẹ đơn thân. Tiếp theo đó là những chuỗi ngày ăn chơi vô tổ chức. Nó vay tiền ông chú ruột, nói là lo lệ phí học hành, nhưng thực ra là mang đi bao bạn bè trong những bữa rượu say. Không những thế, nó còn mắc bệnh sĩ, dùng số tiền đó để thuê ô tô, đưa bồ và con riêng của bồ đi du lịch, vung tay mua đồ tiêu xài hoang phí cho họ. Trong khi vợ con nheo nhóc ở nhà, nó không hề ngó ngàng tới. Nực cười hơn, sau những chuỗi ngày chơi bời, khi hết tiền, hết hơi, hết sức, nó lại quay về nhà, coi như chỗ nghỉ chân an toàn, lấy sức lực cho những lần đi bay hàng tháng trời sau đó. Cùng thời điểm, giấy báo của nhà trường gửi đến gia đình, thông báo nó chính thức bị cho thôi học vì thời gian lên lớp không đảm bảo, cộng với nợ môn quá nhiều. Sẵn việc không phải đi học, càng ngày nó càng lún sâu vào lối sống chơi bời. Ngoài cô bồ thì bây giờ nó chẳng thèm nghe lời ai cả. Thời điểm gần đây nhất, nó gói ghém quần áo, bỏ nhà chuyển đến ở hẳn với nhân tình. Thời gian tính đã tròn 1 năm, nó đi biển biệt không ngó ngàng gì tới vợ con và bố mẹ già ở nhà. Đến ngày nó quay về, đưa ra tối hậu thư, ép chúng tôi trả nợ 100 triệu tiền vay lãi ngoài. Vợ chồng tôi bật khóc, nói hai cái thân già này chỉ dựa vào nhau mà sống qua ngày, không còn chút sức lực lẫn tiền bạc nào dư thừa nữa. Thấy chúng tôi làm căng, nó nói không cần tới người khác phải giúp đỡ, nhưng dọa sẽ chết. Mà nếu nó không chết thì cũng sẽ có dân xã hội đen đến nhà đòi nợ. Biết tính nó nói là làm, vợ chồng chúng tôi lại chạy vạy vay mượn, cắm cả sổ đỏ để lấy tiền cứu con. Tuy nhiên, lần này chúng tôi đưa ra thỏa thuận, nó phải đi làm để trả nợ hàng tháng cho chúng tôi. Sau đó, con tôi xin được một chân đi phụ giúp bắc dạp đám cưới, vận chuyển đồ đạc lẫn các dịch vụ cưới xin khác. Công việc thời vụ chỉ kiếm được đôi chút khi tới mùa cưới xin, số tiền nợ đến nay vẫn còn rất nhiều. Chúng tôi đã quá chán nản với đứa con trai phá gia chi tử. Con hư tới nước này cũng do chúng tôi quá nhu nhược và chiều chuộng, dẫn đến nó lấn sâu vào con đường chơi bời, không lối thoát. Giờ nó đã trưởng tuổi này, giáo dục bằng đòn roi không hiệu quả, còn ngồi nghe bố mẹ giao giảng thì nó cũng không muốn. Chúng tôi phải làm sao với con đường dài trước mắt? Khi chúng tôi nhắm mắt xuôi tay rồi, ai sẽ là người tiếp tục gánh vác nghiệp chướng này? Quý vị ạ, có lẽ bạn sẽ cho rằng đây là kết quả của việc giáo dục trẻ nhỏ không tốt. Những đứa trẻ không biết vâng lời bây giờ quá nhiều, lẽ nào chúng đều tới để báo oán hay sao? Điều này bạn cần phải tự hỏi bản thân mình xem, trong cuộc sống bạn vui vẻ làm việc thiện, vui vẻ bố thí nhiều hơn hay thường nghĩ cách chiếm lợi của người khác nhiều hơn? Đối với tiền bạc, bạn có kỳ kèo thêm bớt hay không? Đạo lý chính là như vậy. Thứ ba, xuyên đòi nợ. Đời trước bạn nợ tiền của con bạn còn chưa trả hết, thì đời này chúng sẽ tới đòi nợ bạn. Đòi đủ rồi, nó sẽ tự rời bỏ bạn mà đi. Bạn nợ càng nhiều thì chúng đòi bạn càng nhiều. Thông thường, bạn nợ ít thì những đứa trẻ ấy sẽ rời bỏ bạn khi mới 3-4 tuổi vì một lý do nào đó như ốm đau, tai nạn. Nếu bạn nợ nhiều thì đứa trẻ sẽ rời bỏ bạn khi nó được 11-12 tuổi, thậm chí là khi vừa mới tốt nghiệp đại học xong, khiến bạn đau khổ không thiết sống trên cõi đời này nữa.
trong lòng mỗi chúng ta có những dấu ấn từ quá khứ chưa được giải quyết, những nợ còn lại chưa được trả, và loại duyên gọi là đòi nợ đã từng hay sẽ xuất hiện trong cuộc sống của chúng ta. Điều đáng buồn là loại duyên này không chỉ gây ra những hậu quả vật chất mà còn ảnh hưởng đến tâm hồn và tinh thần của mỗi người. Nhìn vào quá khứ, chúng ta có thể nhận ra rằng có những lúc chúng ta từng nợ ai đó một món nợ, có thể là tiền bạc, tình cảm hay sự quan tâm. Nhưng nếu những nợ này chưa được thanh toán, chúng sẽ còn mãi đọng lại và dần dần trở thành những gánh nặng đè nặng lên tâm hồn của chúng ta. Thật đáng tiếc khi loại duyên đòi nợ khiến chúng ta phải trả giá đắt về mặt tinh thần và cảm xúc. Nếu chúng ta không đối diện và giải quyết những nợ còn lại trong quá khứ, chúng sẽ tiếp tục ám ảnh chúng ta, làm cho chúng ta ốm đau và mất đi sự bình yên trong cuộc sống. Nhưng hãy nhớ rằng, không phải lúc nào cũng chỉ có những hậu quả xấu từ loại duyên đòi nợ. Nếu ta biết cách đối diện và giải quyết chúng, chúng cũng có thể giúp ta học hỏi và trưởng thành hơn. Quan trọng là chúng ta phải sẵn lòng nhìn vào chính mình, nhận lỗi và trả nợ một cách đúng đắn. Hãy để lòng bao dung và lòng biết ơn làm động lực để ta trả nợ và giải thoát bản thân khỏi những gánh nặng tâm hồn, để cuối cùng chúng ta có thể sống vui vẻ, hạnh phúc và tự do hơn trong cuộc sống này. Cuối chương trình, xin kính chúc quý vị thành công và vui vẻ trên hành trình cuộc đời mình. Chân thành cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành và theo dõi. Quý vị hãy đăng ký kênh Lắng Đọng Tinh Hoa để ủng hộ thêm cho ban biên tập chương trình và được lắng nghe thêm nhiều lời dạy bổ ích và triết lý cuộc sống nhé. Thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.